Video thì hôm nay mình làm một cái video để hướng dẫn các bạn cách lên sáng tối trong một cái bài tuần vạc mãn. Thì cái video của mình hôm nay thì mình sẽ làm cái chế độ đen trắng, thì để cho một phần là để nó khác lạ với một cái bài video trước đó mình đã làm rồi. Và
cái tụng vạn mã thì các bạn đã biết rồi đó, nó là phần tụng cơ bản rất là quan trọng, là phần tiếp nối giữa cái khối căn bản và các tụng tròn sau này các bạn sẽ được vẽ. Và ngay sau đây mình sẽ nói lại một số cái điểm cần lưu ý mà khi các bạn lên sáng tối cho một cái bài tụng vạn mã. Sau khi các bạn hoàn thành bước dựng hình thì cái việc đầu tiên các bạn ngay đó là xác định sáng tối lớn. Cái việc mà mình xác định sáng tối lớn nó giúp cho mình tránh bị lan man vào cái vùng mờ quá nhiều và giúp cho cái bài vẽ của mình nó rõ ràng ngay từ đầu. Cái việc mà mình xác định sáng lớn á, các bạn chỉ cần nhìn vào tượng và các bạn hơi nheo mắt lại thì những cái vùng sáng rõ và những vùng tối rõ sẽ hiện ra ngay. Các bạn chỉ thế theo thế mà các bạn vẽ ra thôi. Cái quá trình này các bạn cần thao tác rất là nhanh và không cần phải nhấn nhá. Về phần nền á, thì các bạn nên vẽ cùng lúc với tượng và cái việc đó giúp cho các bạn tiện bề so sánh và cân bằng sắc độ dễ hơn. Ở bước 2, các bạn sẽ xử lý vùng mờ và vùng sáng. Đối với hai vùng này thì các bạn nên xử lý vùng mờ trước. Ví dụ như trên tượng đây các bạn có thể thấy những cái vùng mờ là cái vùng mà nó ở phía trước mặt tượng như đây. Đây. Còn vùng sáng là cái diện mà nó hướng về hướng vùng sáng, ví dụ như diện bên này. Và đây là vùng mờ của vùng sáng. Đối với vùng mờ các bạn nên xử lý bằng bút chì 2B hoặc là 3B để cho cái phần mờ của mình nó được trong trẻo hơn. Còn những cái diện sáng thì các bạn có thể xử lý bằng 2B và HB. Còn những cái diện sáng nhất các bạn có thể để trắng giấy. Nhưng các bạn lưu ý một điều rằng tuyệt đối không để trắng giấy ở những diện quá lớn. Các bạn chỉ cần để trắng giấy ở một vài vị trí như là đỉnh khối của ngũ quan hay là những cái phần mà gần hơn với các bạn. Còn cái phần mà cũng thuộc vùng sáng nhưng mà nó ở phía xa thì các bạn nên phủ lên một lớp HB. Và bước 3 các bạn ơi, đó là cái bước mà các bạn phải lưu ý tổng thể và đẩy sâu chi tiết trong bài. Trong hai cái này các bạn phải lưu ý tổng thể trước. Các bạn tìm những cái phần tối của tượng các bạn áp vào cái bài của mình á, tăng đậm lên nữa. Ví dụ như các diện bên của gương mặt đây, ví dụ như phần tóc này, phần diện này của Thái Dương này, phần diện bên của tháp mũi này, diện bên của phần má này, và diện bên của cổ á, thì các bạn phải tăng cường đẩy sâu lên xíu nữa. Và một số cái diện lõm thì cũng đừng bao giờ bỏ quên, ví dụ như là cái diện lõm của phần hốc mắt này, phần đáy mắt á, mi mắt dưới đây các bạn ơi, một phần của cái phần đáy của lõm vô phần tóc nè, đáy mũi đó, phần môi trên nó lõm vô nè, cái phần đáy môi dưới nè, cái phần hõm cổ tính từ cái hầu trở xuống. Thì trong quá trình xử lý phần tối các bạn đừng quên là như đã nói rồi đó, các bạn nên xử lý đỉnh khối rõ hơn, phần chân khối mình phải làm mờ đi để tạo không gian cho bài ha. Cái còn phần sáng thì sao các bạn ơi, lưu ý rằng cái phần sáng mình cũng nên coi lại một chút, tại vì sao, trong quá trình vẽ với đâu mình lem tay vô bài nó bị dơ thì mình phải xử lý lại và tẩy sáng lên cho bài rõ ràng hơn. Còn một số cái phần nào mà nó mờ thì các bạn phải xử lý mờ đi. Mà lưu ý một điều là các bạn, cái phần nền các bạn đừng bỏ quên, tại vì phần nền mình phải vẽ chung với tượng luôn. Thế đấy, cái bài vẽ hoàn thiện mà đẹp á thì các bạn không thể nào để cái phần nền nó sơ sài được, các bạn phải xử lý phần nền nó là thật là kỹ càng. Cuối cùng, một bài đẹp á các bạn thì không thể nào nó tổng thể quá mà nó không có chi tiết được, thì các bạn hãy đẩy sâu chi tiết một xíu. Ví dụ như chi tiết ngũ quan ha các bạn ơi, đây trên này mắt mũi miệng có bao nhiêu diện á, nhỏ các bạn phải để kỹ và làm rõ lên nha, đừng bao giờ bỏ quên chi tiết nha các bạn. Qua cái video này mình cũng có một vài lời nhắn nhủ đến với các bạn thí sinh trong bài thi rằng các bạn ơi, cái ngày thi nó sắp cái đít mình rồi, các bạn nào mà còn chưa ôn luyện á thì hãy mau không còn đợi chờ gì nữa, mình tìm ngay cái một nơi học vẽ để mình mà ngày đêm mình cày cho nó kịp thời gian. Hy vọng rằng các bạn cố gắng và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.
Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn có thể ủng hộ tinh thần cho Nhi bằng cách là cho xin một subscribe để Nhi có thể có thêm động lực làm cái video khác tiếp theo hay hơn, thú vị hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.